Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin: sau khi được Bộ Công an đỡ đòn, Tất Thành Cang bị Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội mới. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ông Tất Thành Cang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm sau khi giám định tính toán lại thiệt hại của Sadeco. Đây là một màn đỡ đòn của phía Tất Thành Cang. Được biết, Tất Thành Cang là chân rết lớn trong tập đoàn chính trị ăn đất Thủ Thiêm. Cùng với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa, tất cả đều dính vào vụ án Thủ Thiêm gây ra oan khuất cho hàng ngàn bà con dân Thủ Thiêm. Cũng có thông tin cho rằng, khi Tất Thành Cang bị bắt giữ, thì bên ngoài thế lực Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa phải chạy trọt để giảm nhẹ tội cho Tất Thành Cang. Nói chung là những cựu quan chức cùng hội cùng thuyền với Tất Thành Cang sẽ tìm mọi cách giảm nhẹ tội cho ông Cang. Điều đó cũng có nghĩa là họ đã gỡ tội cho chính họ. Cũng theo cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, ông Tất Thành Cang chỉ phải chịu trách nhiệm với con số thất thoát tương ứng với phần sở hữu của văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại Sadeco là 184 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 1.103 tỷ đồng khi Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Tất Thành Cang. Ngoài ra, cựu phó bí thư thành phố Hồ Chí Minh còn được xác định có nhiều thành tích đóng góp, đồng thời nhận thức được thiếu sót của bản thân trong quá trình điều tra nên được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm trong vụ án này. Việc gỡ tội cho ông Cang chỉ là đề nghị. Nếu có giảm tội cho ông Cang thì cũng phải đợi ra tòa. Nếu tòa án và viện kiểm soát đồng ý với đề nghị đó thì Tất Thành Cang được giảm nhẹ tội. Vụ án Tất Thành Cang đang là vụ án điểm. Đây là đầu mối quan trọng nhất để ông Nguyễn Phú Trọng lần ra tội của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Nếu để ông Cang bị giảm án thì khó mà moi ra sai phạm động trời của ba nhân vật cộm cán đang ngồi ở nhà. Và rõ ràng với những động tác như vậy, chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng dường như chưa bao giờ chịu lùi bước. Để tấn công vào nhóm lợi ích Sài Gòn, ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện chiến dịch rất công phu và kéo dài. Ban đầu là thay Nguyễn Thiện Nhân bằng Nguyễn Văn Nên. Tiếp theo là đưa người về làm phó cho Nguyễn Văn Nên, phải sao cho ăn và hợp ý với ông Nên. Việc thay ông Nguyễn Thành Phong cũng đang trong có kế hoạch của Nguyễn Phú Trọng. Phải nói rằng ông Trọng đã cố gắng như thế, mà chỉ vì một lời đề nghị của Công an thành phố Hồ Chí Minh mà lùi bước thì chẳng khác nào ông Trọng đã đổ sông đổ biển hết những gì ông nỗ lực cố gắng làm. Chính vì vậy mà sẽ không có sự lùi bước nào hết. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Tất Thành Cang với vai trò là phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng 2 năm 2016 đến ngày 7 tháng 1 năm 2019. Ông có trách nhiệm phụ trách văn phòng thành ủy, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách đảng, bộ được ban thường vụ thành ủy thông qua, thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của đảng bộ, thành phố. Tuy nhiên, theo ý của ban bí thư thì lại khác hoàn toàn. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang lúc bị bắt. Ban bí thư nhận xét rằng, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Những vi phạm của ông Cang gây thiệt hại thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, ông Tất Thành Cang cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và công an của thành phố Hồ Chí Minh mà thụ lý vụ án điều tra quan chức cấp cao của thành phố này là một cách phân công không được tốt lắm. Bởi vì rất dễ xảy ra hiện tượng nể nang bao che lẫn nhau. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã làm gì là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Vào ngày 21 tháng 6, trên các trang báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo việc khởi tố ông Tất Thành Cang cùng 3 bị can khác trong vụ chuyển nhượng 32 hecta đất Phước Kiển. Và việc Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giảm án cho ông Cang gặp ngay chỉ thị ngầm của Nguyễn Phú Trọng. Nếu Công an thành phố càng gỡ trong Tất Thành Cang
thì ông Nguyễn Phú Trọng càng chồng thêm tội cho ông này. Dưới áp lực quá lớn từ Trung ương, thì tối ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, sinh năm 1971, nguyên phó ban chỉ đạo công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ban 3 bị can khác liên quan đến sai phạm trong vụ chuyển nhượng 32 hectare đất ở xã Phước Kiển. Như vậy, tội cũ đã không thể gỡ được, mà ông Cang còn bị chồng thêm tội mới nữa. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố 3 bị can, trong đó có một cựu phó chánh văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và một cựu phó chánh văn phòng Thành ủy, cùng về một tội danh như trên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội cho ông Tất Thành Cang. Theo cơ quan an ninh điều tra, các bị can có những sai phạm liên quan đến đất chuyển nhượng 32 hectare đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh từ công ty đầu tư và xây dựng Tân Thuận cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Cụ thể, diện tích đất này đã được thực hiện đền bù, sau đó được chuyển nhượng lại cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1.290.000 đồng một mét vuông. Giá chuyển nhượng này thấp hơn giá thị trường tới 487.000 đồng một mét vuông. Việc chuyển nhượng này không qua đấu giá là trái với quy định của pháp luật. Danh sách tội trạng của Tất Thành Cang rất nhiều, từ vụ án Sadeco, giờ thêm vụ án 32 hectare đất Phước Kiển. Tuy nhiên, còn tội lớn nhất thì chưa thấy báo chí đụng đến. Nói chung, cho đến giờ, phe Tất Thành Cang cùng đồng chí của ông Cang trong nhóm Lợi Sài Gòn cũng còn đang phải thấy họ vẫn có quyền lực ngầm rất lớn tại thành phố lớn nhất đất nước này. Tội của ông Cang chưa được ông Trọng cho bóc trần hết. Tuy nhiên, không phải là ông Trọng không thể bóc trần được, mà là ông Nguyễn Phú Trọng đang cần thời gian để củng cố lực lượng của mình. So với Đinh La Thăng thì vụ án Tất Thành Cang ông Trọng vất vả hơn rất nhiều. Mặc dù chức vụ và quyền lực của ông Cang đều không thể bằng Đinh La Thăng. Điều mà ông Tất Thành Cang hơn ông Thăng đó là ông Cang có mạng lưới chân rết rất rộng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì ông Cang là người lớn lên và thành danh cũng tại thành phố này. Còn Đinh La Thăng chỉ là người từ nơi khác đến đây mà thôi. Việc buộc tội Đinh La Thăng cũng dễ hơn buộc tội Tất Thành Cang, bởi vụ án Đinh La Thăng là do Bộ Công an thụ lý, còn Tất Thành Cang thì được may mắn là Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, nên Tất Thành Cang rất dễ được bao che. Và cho đến lúc này thì dư luận đặt ra câu hỏi là vai trò của Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ ông Nguyễn Phú Trọng đến đâu. Nếu Công an Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu bao che cho Tất Thành Cang và cương quyết bao che đến cùng, thì điều cần thiết là Nguyễn Phú Trọng cần có sự hỗ trợ của ông Tô Lâm. Loại Tất Thành Cang ra khỏi thành phố thì may ra mới có thể khai thác dễ dàng hơn. Trong Bộ Công an có vai trò của Nguyễn Phú Trọng. Nếu cần sự hỗ trợ thì ông Trọng hoàn toàn có khả năng ra lệnh cho ông Tô Lâm vào cuộc. Đấy là giải pháp dự phòng dường như sẽ hiệu quả. Nói đi thì cũng phải nói lại, Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021 cũng tỏ ra rất yếu kém. Chỉ có vụ án Sangri mà xử lý đến nay vẫn không xong, cũng gần 2 năm đã trôi qua. Đáng lẽ ra bắt Lê Tấn Hùng, em ruột của Lê Thanh Hải cũng khai thác được gì. Nhưng không, cho đến nay Bộ Công an mà ông Tô Lâm là người đứng đầu vẫn không thể biết được gì hơn từ nhân vật này. Đây là hình ảnh sau khi loại bỏ được 3 tướng Công an, liệu Bộ Công an có giúp gì được cho Nguyễn Phú Trọng hay không? Đảng ủy Bộ Công an nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Phú Trọng đã loại 3 nhân vật cho Bộ Công an bằng 3 quyết định cụ thể như sau. Quyết định số 832 cho ông Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Và quyết định số 833 cho ông Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tiếp theo là quyết định số 834 cho ông Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Với một Bộ Công an mới, ông Nguyễn Phú Trọng xử lý Tất Thành Cang và nhóm Lợi Ích Sài Gòn như thế nào thì chúng ta cần phải chờ xem nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dàn xếp được với nhau những gì mà người dân chỉ có thể biết sau khi những vụ án lớn liên tiếp xảy ra và các nhân vật này bị những nhóm lợi ích khác nhau trong Đảng bóc phốt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 với bản tin sau khi được Bộ Công an đỡ đòn, Tất Thành Cang bị Nguyễn Phú Trọng chồng thêm tội mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de